Chào các bạn, trước mặt mình đây là con Subaru VT2018 các bạn nha. Thì so với con Subaru VT2017 thì nó có bề ngoài rất là giống nhau, nhưng mà điều đặc biệt là ở con Subaru VT2018 này nó được tích hợp sẵn trong loa hơn 30 bài hát. Chúng ta có thể thực hiện hát karaoke như một hệ thống, như một dàn karaoke di động nha. Đây là sách có remote điều khiển và đầu 5 số giống như đầu karaoke 5 số. Có một chiếc USB 8GB ở đây, nó sẽ chứa hơn 30.000 bài hát. Và khi chúng ta sẽ kết nối và chúng ta có thể thực hiện hát karaoke mà không cần đến mạng hay wifi. Rất thích hợp cho những bạn đi business hay những khu mà sóng điện thoại hay wifi không có thể phát sóng đó nha. Thì đây mình đã kết nối Bluetooth. Mình có thể mở cho các bạn nghe chất lượng âm thanh nó như thế nào nhé. Đây.